第186天 Ngày 186. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Em thấy hay là dùng di động chụp lại đi. 我看还是用手机拍下来吧. Wo kan hai shi yong shou ji pai xia lai ba. Wo kan hai shi yong shou ji pai xia lai ba. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Yì liǎng jù yǐ er yǐ. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, yǎn lái shì zhè yǎng. Thêm WeChat đi. Xia WeChat bà. Phiền, phiền phức. Má phản. Đồ ngọt, chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt. Thiến phỉn. Mở một công ty du lịch. Khai yi cha lưu yếu công sư. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt đã rồi nói. Xin bà Yue Nan Yu xuyên hào lỡ dạy xua. Đại khái khoảng mấy giờ? Đa gài chí điển. Chị ấy gọi mình tối cùng đi siêu thị. Ta chào wo wan shang yi qi qu yi chao shi. Từ khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi. Cong yi kai shi jiu zhe yang xue le. Vừa học vừa sử dụng. Yi bian xue xi, yi bian shi yong. Ở ký túc xá của trường. Trụ ở xuế xào xù sở. Sắp xếp phòng. Trấn lý phán chiên. Liên lạc qua WeChat nhé. WeChat liên xị. Lên tầng thay giày một chút. Sàng lấu khoản ý xà xía. Tối nay ăn lẩu. Jin wǎn chī huo guō. Mua xong đồ trước. Xiān mǎi wǎn dōngxì. Sau đó đi. Rán hǒu qù. Chưa từng đi qua. Měi qù guò. Không rõ lắm. Bú thải chinh chủ. Đi vào bên trong đó xem. Chú nà lý miền khẳng khẳng. Tìm người hỏi đường. Rào rấn vườn lũ. Không tìm thấy bãi để xe. Rào bố tàu thính chưa chẳng. Chào chú ạ. Shù shù hǎo.